Ngày 2 tháng 3 năm 2018, tức rằm tháng Giêng năm Mậu Tuất, đã diễn ra hội vật làng Vân Tra, xã An Đồng, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng. Đây không phải là hội vật lớn nhất, lâu đời nhất, nhưng có một nét hấp dẫn đặc biệt thu hút người dân. Theo lệ thi đấu ở hội vật này, đồ vật muốn thắng phải khiến đối thủ lấm hai vai một mông hoặc hai mông một vai. Kèo đấu không tính điểm mà đánh đến khi thắng tuyệt đối thì thôi. Bên cạnh giải vật nam rất chất lượng với nhiều miếng đánh hay, kèo đấu gay cấn là kèo đấu nữ đồ vật thách đấu trai làng. Kèo đấu nữ thách đấu với nam bắt đầu từ năm 2005 khi nữ đồ vật Nguyễn Thị Liên, từng vô địch SEA Games, thách đấu với ông Nguyễn Văn Hợp, trọng tài trong hội vật làng năm đó và giành chiến thắng. Từ đó đến nay, ở hội vật làng Vân Tra, kèo nữ thách đấu nam đã trở thành nét riêng độc đáo được mọi người háo hức chờ đợi. Đồ vật nữ chuyên nghiệp có kỹ thuật, chiến thuật, còn đồ vật nam lại có sức khỏe. Theo thống kê, sau 13 năm có kèo thách đấu, đồ vật nữ giành chiến thắng đến 2/3 số trận. Chính vì vậy, kèo đấu nam nữ trở nên công bằng, gay cấn. Người dân tán thưởng kèo đấu này thường ủng hộ tiền thưởng rất cao, có năm lên đến mấy chục triệu đồng. Không phải vận động viên chuyên nghiệp, những vận động viên nữ gần như là những vận động viên đã có đẳng cấp toàn quốc, thậm chí có những vận động viên đã đạt giải SEA Games ở các kỳ. Chính vì thế mà vận động viên nữ vẫn phần thắng là nhiều hơn. Năm nay, nữ đồ vật chuyên nghiệp Nguyễn Minh Thư, 20 tuổi, đang tập luyện tại Trung tâm Đào tạo Vận động viên Hải Phòng, đã lên tiếng thách đấu và anh Nguyễn Đức Cảnh ở quận Kiến An đã nhận lời. Kèo đấu diễn ra rất quyết liệt khi nữ đồ vật Nguyễn Minh Thư liên tục chủ động tấn công, còn chàng thanh niên Nguyễn Đức Cảnh lợi dụng sức phóc nam nhi để phòng thủ đợi thời cơ. Sau 18 phút tranh tài, nữ đồ vật Nguyễn Minh Thư đã xuất sắc đánh bại chàng trai trẻ để giành chiến thắng. Chúng tôi biết bạn có nhiều lựa chọn và chúng tôi luôn là sự lựa chọn tốt nhất. Đăng ký kênh YouTube Báo Thanh Niên để cảm nhận nhịp thở xã hội đầy màu sắc trên màn hình của bạn.